Câu chuyện xoay quanh mối tình gà bông ngọt ngào giữa cô nàng ngốc nghếch Tô Đường và anh chàng nam thần rực lửa Lâm Kiệt. Tô Đường đăng ký một tài khoản đọc truyện trên mạng, là một thành viên VIP, cô thức đến 3 giờ sáng để đọc truyện. Cuối cùng cũng đuổi kịp bản cập nhật mới nhất của tác giả. Tô Đường đã để lại một bình luận theo phong trào. Tôi nguyện dùng 70 năm tuổi thọ của bạn trai cũ để đổi lấy việc tác giả hoàn thành chuyện trong hôm nay. Bình luận này đã nổi tiếng vì tác giả đã trả lời, anh chính là bạn trai cũ của em. Câu chuyện hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ chuyện trên kênh Youtube, nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Một ngày nữa, với tư cách là một thành viên VIP, tôi đường nằm ở nhà đọc truyện. Tình cờ phát hiện ra một tác giả báu vật, chỉ viết chuyện trinh thám. Tác phẩm có logic chặt chẽ, suy luận xuất sắc, thực sự khiến người ta không thể dừng lại được. Điểm trừ duy nhất là cập nhật quá chậm. Nghe nói tác giả vẫn là học sinh, chỉ có thể cập nhật vào những ngày nghỉ. Đến khi chuyện đang đến cao trào, tác giả lại chưa cập nhật tiếp, khiến khu vực bình luận ngập tràn những lời thúc giục. Tôi đường thức đến 3 giờ sáng để đọc chương mới nhất, nhưng lại dừng đúng đoạn kịch tính. Chẳng biết bao giờ mới có thể đọc tiếp, cô đành để lại bình luận theo phong trào. Chị đây nguyện dùng 70 năm tuổi thọ của bạn trai cũ để đổi lấy việc tác giả hoàn thành chuyện trong hôm nay. Không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hộp tin nhắn của cô đã nổ tung. Nàng ơi, dậy đi, mau xem bình luận, nàng đã được bạn trai cũ làm cho nổi tiếng rồi. Xin chị hãy quay lại với bạn trai cũ để giúp anh ấy cập nhật chuyện chị ơi em sẵn sàng trả một số tiền lớn để biết mọi thông tin về bạn trai cũ của chị tôi đường mở khu vực bình luận và tâm trạng ngơ ngác chỉ thấy bình luận của cô đã được đẩy lên đầu ngay bên dưới là một bình luận nổi bật nhất từ tài khoản có tên đường liên lý sinh anh chính là bạn trai cũ của em tôi đường hoàn toàn ngẩn ngơ bởi vì đây thực sự là id của bạn trai cũ cô anh vẫn chưa đổi khi mới bắt đầu hẹn hò với Lâm Kiệt, tôi Đường đã ép anh đổi tất cả các ID thành Đường Liên Lý Sinh, còn cô thì đổi tất cả ID thành Nguyện Vì Thâm Sơn Kiệt. Hợp lại chính là tên của hai người bọn họ, Lâm Kiệt và tôi Đường. Trung điện thoại đột ngột vang lên, tôi Đường cúi đầu nhìn là Lâm Kiệt gọi đến. Nhớ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô. Trước đây luôn là cô chủ động bám lấy anh, ai bảo cô đã thích anh từ nhỏ đến lớn cơ chứ? Hồi cấp 2, chỉ vì một câu nói của anh rằng nếu cô đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm, anh sẽ hẹn hò với cô, cô liền liều mạng học hành suốt 3 năm, đến nỗi tóc gần như rụng hết mới nhận được giấy báo nhập học. Nhưng khi đã hẹn hò rồi, cô mới phát hiện ra rằng, trong mắt anh ngoài việc học thì chẳng có gì khác. Tôi đường, bạn gái của anh, chỉ như một vật trang trí. Ban đầu cô đã cố gắng chứng minh rằng anh thực sự thích cô, nhưng anh luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và bảo cô đừng làm ồn, không thích thì không thích tôi, tôi đường cô đâu có ép anh phải thích cô, nhưng anh lợi dụng việc cô thích anh mà tùy tiện đùa giỡn cô, thực sự nghĩ rằng cô không có chút tự trọng nào hay sao? vì vậy sau đó người đề nghị chia tay là cô, đúng vậy, chính cô đã bỏ anh, tôi đường cô đã nghĩ thông suốt, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người đàn ông, tại sao cô phải treo cổ trên một cái cây này? vừa nhấc máy lên giọng nói lạnh lùng của Lâm Kiệt vang lên. Giải thích đi. Lại là cái giọng điệu này. Anh có phải vẫn nghĩ rằng cô cố tình thu hút sự chú ý của anh không? Cô ngay lập tức nổi giận. Đã nhút nhát suốt nhiều năm rồi. Nếu còn nhút nhát nữa thì cô đúng là đồ ngốc. Tôi đường thẳng thường đáp. Giải thích gì chứ? Nếu biết trước là anh viết, em sẽ chẳng thèm đọc đâu. Phía bên kia điện thoại không có tiếng gì. Chắc Lâm Kiệt vẫn chưa quen với điều này dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh bằng giọng điệu này nếu là trước đây chắc chắn cô đã hoảng hốt giải thích và xin lỗi anh rồi nhưng bây giờ cô chỉ có tính cách như vậy thôi không muốn nghe thì tự chịu bất ngờ giọng của lâm kiệt từ trong điện thoại truyền ra mở cửa anh đang ở trước cửa nhà em tôi đường lập tức bật dậy lặng lẽ đi đến cửa nhìn qua mắt mèo ra ngoài trời ơi anh thực sự đến rồi Nhà hai người bọn họ ở tầng trên tầng dưới. Trước đây luôn là cô đến nhà anh, còn anh thì rất hiếm khi tìm cô. Đặc biệt là sau khi cô đề nghị chia tay, anh càng không bao giờ đến nữa. Nếu biết rằng tỏ ra cứng rắn có thể khiến anh chủ động đến tìm cô, thì khi hai người bọn họ còn ở bên nhau, cô đã không chiều chuộng anh như vậy. Thật sự là cô đã quá nuông chiều anh rồi. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm. Tôi đường tức giận nói với Lâm Kiệt, không có nhà, đừng gõ nữa. không có nhà mà vẫn nghe thấy tiếng anh gõ cửa. lâm kiệt dường như cười nhẹ một tiếng. cô lập tức cảm thấy bị xúc phạm. anh chắc chắn đang cười nhạo cô ngốc nghếch. tôi đường càng tức giận hơn. việc của anh à, em nói không có nhà là không có nhà, có giỏi thì tự vào đi. vừa dứt lời thì cô dường như nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. lắng nghe kỹ, rắc, tiếng mở cửa. Lúc này chắc bố mẹ tôi vẫn đang đi làm, hay là họ về sớm. Thật khổ quá. Tôi đường vừa cúi xuống mắt mèo để xem tình hình, khoảnh khắc tiếp theo, cửa mở ra và thế là cô mất thăng bằng, ngã nhào vào người Lâm Kiệt. Qua hai lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể anh. Sự nóng rát làm cô run lên, nhanh chóng đứng dậy. Mặt cũng đỏ bừng lên, cứng giọng nói trước. Anh làm sao mà có chìa khóa nhà em? Em đưa cho anh, quên rồi à? Giọng của Lâm Kiệt có một chút khàn khàn. Hình như đúng thật. Bởi vì bố mẹ anh bận rộn quanh năm không thấy bóng dáng, cô lo lắng cho anh ở nhà một mình, cho nên đưa cho anh một chiếc chìa khóa nhà cô, để anh có thể đến nhà cô ăn cơm bất cứ lúc nào. Tệ thật. Suy nghĩ lúc còn đang bị con quỷ tình yêu nhập, thật là nguy hiểm. Bất ngờ một bóng tối bao phủ xuống đỉnh đầu cô, Lâm Kiệt tiến lại gần, cúi xuống mỉm cười nhẹ. Vậy là không phải em cố tình đẩy anh vào nhà. Phì, vì... Anh thực sự nghĩ rằng cô vẫn là tô đường bám dính lấy anh hay sao? Cô lùi lại một bước để kéo dài khoảng cách với anh. Đừng có mơ, trả chìa khóa lại cho em. Cô đưa tay ra để lấy. Lâm Kiệt lập tức tránh né. Đã đưa cho anh thì là của anh. Anh không muốn trả. Hừ, người này... Từ khi nào anh trở nên mặt dày như vậy? Cô quyết định giành lại. Chìa khóa nhà cô, tại sao cô không thể lấy lại? Nhưng anh quá cao, chỉ cần giơ tay lên cô nhảy mấy lần mà vẫn không với tới. Chơi trò cù nhầy hả? Vậy đừng trách cô không khách sáo. Tôi đường nhìn kỹ thời cơ rồi lao vào, hất Lâm Kiệt ngã xuống ghế sofa nhà cô. Dựa vào sức mạnh thô bạo, cô giữ chặt anh và thành công giành lại chìa khóa. Trẻ con, dám đấu với em. Khi cô đang đắc ý, bất ngờ nghe thấy một tiếng ho khan. Đầu óc cô đột nhiên ong ong, cứng người quay lại. Bỗng nhiên nhìn thấy mẹ tô đang đứng ngay cửa, vội vàng đứng dậy, tôi đường lập tức giải thích. Không phải như mẹ nhìn thấy đâu. Mẹ cũng từng trải qua, mẹ hiểu mà. Mẹ tô ho khan một tiếng để xua tan sự ngượng ngùng. Tiểu Lâm là đứa trẻ mẹ nhìn từ bé. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, mẹ không phản đối hai đứa hẹn hò. Người đã từng nói sẽ đánh gãy chân cô nếu cô yêu sớm không phải là bà sao? Quả nhiên, tiêu chuẩn kép là có thật. Nhưng giờ cô với anh đã chia tay rồi. Cô không thể để mẹ hiểu lầm nên tiếp tục giải thích thật sự không phải mà yên tâm đi cô ạ à, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của đường đường đâu lâm kiệt chậm rãi đáp lại đùa cô đấy à tôi đường chừng mắt nhìn anh anh im đi thưa cô giọng của lâm kiệt mang theo một chút ấm ức trời đất ơi cái giọng điệu ướt át này thật sự là lâm kiệt sao cả đôi mắt cô cũng không thể tin được mày chỉ biết hung dữ ở nhà thôi tại sao lại quát mắng tiểu lâm chứ Mẹ Tô trừng mắt nhìn cô. Tôi đường cứng họng, không biết nói gì. Vô tình lướt thấy nụ cười nhếch lên ở khóe môi của Lâm Kiệt. Đúng là chơi lớn để hại cô. Tôi đường nghiến răng, chờ đấy mà xem. Tối hôm đó, tôi đường lại vào đọc tiểu thuyết của Lâm Kiệt. Nhưng lần này cô quyết tâm tìm lỗi. Anh là người, dù là học hành hay bất cứ việc gì, luôn khắt khe với chính mình, không bao giờ cho phép mình phạm vào những lỗi lẽ ra không nên phạm. Dám chơi xỏ cô như vậy, anh thực sự nghĩ rằng cô sẽ nhịn sao? Cô quyết định phải làm Lâm Kiệt khó chịu, tốt nhất là khó chịu đến phát điên. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình trong việc đọc tiểu thuyết trinh thám, quả nhiên cô đã tìm ra vài chỗ sai sót, liền viết một bình luận dài hàng nghìn từ để chỉ trích. Với nhiều độc giả cùng đọc như vậy, Lâm Kiệt chắc sẽ tức đến phát đau tim mất thôi. Thật sảng khoái, đặt điện thoại xuống, cô thoải mái ngủ một giấc đến sáng. Vừa mới dậy, mẹ tô đã bảo cô nhanh chóng chuẩn bị, Nói rằng Lâm Kiệt đến tìm cô rồi Tôi đường cười thầm trong lòng Xem ra anh tức giận thật rồi Đến tận nơi để hỏi tội đêm hà. Cô vừa hát vừa chuẩn bị Chậm rãi bước ra phòng khách Lâm Kiệt đang ngồi trên ghế sofa đợi cô Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối Khiến người ta khó mà đoán được biểu cảm của anh Dù sao chắc chắn không phải là sắc mặt tốt đẹp gì Tôi đường càng thêm vui vẻ Khó chịu rồi chứ gì Khó chịu rồi chứ xem anh còn dám nói linh tinh nữa không. Cô bước đến ngồi đối diện anh, đắc ý hỏi anh đến tìm cô làm gì. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt dần dần hiện lên nụ cười. Đến để cảm ơn em đã giúp anh tìm lỗi giữa đêm khuya. Giọng điệu châm chọc. Không phải, hình như tâm trạng Lâm Kiệt thực sự đang rất tốt. Tôi đường bối rối nhận lấy chiếc điện thoại mà anh đưa. Bình luận của cô đã được đẩy lên hàng đầu nhưng các bình luận bên dưới lại hoàn toàn khác xa với những gì cô tưởng tượng. Về quá, về chết thôi, thực sự giúp tác giả tìm lỗi giữa đêm khuya, lót dép hóng chờ một cuộc tái hợp. Nếu hai người này không tái hợp, tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa. Tác giả ơi, tôi khuyên anh nên thức thời mà lập tức tái hợp với chị gái này, nếu không tôi sẽ cướp mất anh đấy. Tôi đường không hiểu nổi cách suy nghĩ của cộng đồng mạng này nữa. Họ không nhìn ra rằng cô đang chỉ trích một cách sắc bén hay sao chẳng phải họ nên cũng cùng cô chỉ trích hay sao tại sao lại bỗng dưng tạo cho cô một hình tượng người yêu cũ sâu sắc điều này có hợp lý không vậy có hợp lý hay không tôi đường tức đến muốn đau tim phí công cô thức cả đêm vậy bà không hề khiến lâm kiệt tức giận chút nào điều quan trọng là với thái độ vừa rồi của anh liệu có phải anh cũng nghĩ rằng cô làm thế là vì anh không cô run lên nhất định phải khiến anh nhận ra rõ ràng cô tôi đường thực sự đã thay đổi không còn làm kẻ bám đuôi nữa tôi đường lập tức phản bác và làm rõ không cần thiết không phải vì anh đâu chỉ đơn giản là em không chịu nổi cái logic rác rưởi đó với lại mấy cái bình luận linh tinh bên dưới xóa ngay đi nó làm em khó chịu vậy sao lâm kiệt nhẹ nhàng cười nhìn cô đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng thật dịu dàng Bất ngờ ánh nhìn ấy chiếu thẳng vào tim cô. Tim cô đột nhiên lỡ mất một nhịp. Phải công nhận, người này thực sự rất đẹp trai. Kiểu đi trên phố cũng có thể bị người ta bắt chuyện rốt dọc đường. Cũng không lạ khi cô đã thích anh suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng bây giờ, sau những trải nghiệm đã qua, cô tỉnh táo vô cùng. Sẽ không bị sắc đẹp cám dỗ mà ngã một lần nữa. Tôi đường quay đầu, giọng nói kiên quyết, lạnh lùng giống như là Lâm Kiệt từng nhiều lần đối xử với cô nếu không còn chuyện gì nữa thì xin mời về đại học thần thật sự có đấy lâm kiệt dường như không nghe ra giọng điệu lạnh lùng đuổi người của cô chậm rãi nói vài ngày nữa khi nhập học sẽ có kỳ thi vân ban anh đã hứa với gì là sẽ giúp em học bù bắt đầu từ hôm nay chật tôi đường lật mắt ngán ngẩm không cần cô dứt khoát từ chối trước đây cô luôn bám lấy anh nhờ anh dạy kèm anh học giỏi đầu óc nhạy bén có lúc một bài toán anh giảng đi giảng lại mà cô vẫn không hiểu. Anh khẽ co mày nhìn cô, cô vừa sợ vừa lo, phải đáng thương cầu xin anh giảng lại, cho đến khi cô hiểu mới thôi. Lúc đó vì thích nên không thấy tủi thân, nhưng bây giờ cô không còn cần nữa, ai muốn chịu tủi nhục thì cứ việc. Thật sự không cần. Lâm Kiệt hỏi cô. Không cần. Tôi đường kiên quyết trả lời. Cô sẽ tự mình nỗ lực thi đậu vào lớp chuyên, không cần phải chịu đựng anh nữa. Được, anh sẽ nói với dì một tiếng. Lâm Kiệt mỉm cười đứng dậy. Tay cô nhanh hơn não, lập tức kéo tay anh lại. Điều này đâu thể nào nói với mẹ tôi. Rõ ràng là đi thêm dầu vào lửa. Trước đây mẹ tôi đã mong muốn Lâm Kiệt có thể ở nhà cô 24 giờ để dạy kèm cho cô. Nếu biết cô không đồng ý cho anh dạy kèm, chắc chắn mẹ tôi sẽ phạt cô. Người này chắc chắn là cô ý. Tôi đường nghiến răng kéo Lâm Kiệt ra khỏi cửa. Để em tự nói với mẹ em anh đi về đi muốn nói với mẹ điều gì thật là khéo mẹ tô vừa bưng đĩa trái cây từ bếp đi ra tôi đường run lên gắng sức để lâm kiệt đến cửa dùng ánh mắt đe dọa anh đừng nói lung tung nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì cả lâm kiệt như cố tình kéo dài giọng nói đường đường nói em ấy không cần không cần điều chỉnh thời gian hôm nay đã có thể bắt đầu học bù gần như ngay lập tức cô bịt miệng anh lại nghiến răng rồi nói người này bị làm sao vậy trước đây cô bám lấy anh thì anh không vui giờ cô không bám nữa thì anh lại tỏ vẻ hứng thú tôi đường cô mắc nợ anh chắc thật sự làm cho cô túc điên rồi mẹ tôi nhìn lâm kiệt với vẻ mặt vui mừng vẫn là lâm kiệt có bản lĩnh trước đây cô nói đến mỏi cả miệng mà con bé này cứ nằm lì trên giường không chịu đọc sách trái cây mẹ để ở đây nhé mẹ sẽ không làm phiền hai đứa học nữa việc em muốn học không liên quan gì đến anh cả rõ chưa Thấy mẹ tôi đã vào phòng, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên lòng bàn tay cô cảm nhận được một cảm giác mềm mại lạ thường. Tôi đường quay lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, cô nhận ra mình vẫn còn đang bịt miệng Lâm Kiệt. Đối diện với ánh mắt yên tĩnh nhưng lại pha chút ý cười của anh, đầu óc cô trở nên bối rối. Tôi đường nhanh chóng rụt tay lại, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nhịp tim đập loạn nhịp của mình. Vậy thì bắt đầu ngay bây giờ lâm kiệt khẽ mỉm cười cúi xuống nhìn cô quá gần rồi tim cô bắt đầu đập nhanh hơn cô theo phản xạ lùi lại một chút bắt đầu cái gì học bù chứ sao nụ cười của lâm kiệt dường như càng sâu hơn anh tiến gần thêm một chút không lẽ em nghĩ gì khác sao tôi đường cô sắp phát điên rồi cô đang nghĩ cái quái gì vậy sao lại tưởng anh định hôn mình cơ chứ trông mong anh thích cô thà trông mong cô đậu vào đại học còn hơn cô lập tức tỉnh táo lại tự nhắc nhở mình hàng trăm lần rằng không nên quay đầu lại đặc biệt là với lâm kiệt một đám cỏ héo cô đẩy lâm kiệt ra rồi đóng cửa lại nghĩ vớ vẩn hôm nay không có tâm trạng về đi đợi thông báo sau bây giờ mọi thứ đã khác giờ anh là người muốn dạy kèm cho cô không làm lơ anh một chút thì không xứng đáng với những gì mà cô đã phải chịu trước đây chỉ trong một đêm, Tô Đường đã đi tìm Lâm Kiệt rồi, vì anh lại trì hoãn việc viết tiếp tiểu thuyết. Tất nhiên đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là anh đã trả lời những người đọc thúc giục hai người bọn họ tái hợp, nói rằng cô bảo anh về chờ thông báo nên anh không có tâm trạng viết nữa. Một việc chẳng liên quan gì cũng bị anh đổ lỗi cho cô một cách trịnh trọng như vậy, khiến cô tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Tồi tệ hơn nữa là những độc giả không biết rõ sự tình, đã đổ xô vào khuyên cô cho anh một cơ hội. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác như thế nào khi sáng sớm tỉnh dậy, vừa cầm điện thoại lên định đọc tiểu thuyết, thì bị hàng loạt tin nhắn cá nhân làm đầu cô vang lên ong ong không? Tôi đừng lập tức lên lầu và đập cửa nhà Lâm Kiệt. Vừa đập một cái, cửa đã mở ra. Sớm thế, Lâm Kiệt nhếch miệng cười. Đang diễn kịch à? Tiếp tục diễn đi. Anh trông như thể biết trước cô sẽ đến vậy. Cô túm lấy... Anh cao quá, cô muốn túm lấy cổ áo anh nhưng không với tới. Cô đành phải túm lấy ngược áo, có chút mất khí thế. Cúi xuống, tôi đường hung hăng hét lên với anh. Lâm Kiệt thực sự ngoan ngoãn cúi người xuống. Cô thành công túm lấy cổ áo anh, yêu cầu anh giải thích rõ ràng với cô. Chẳng phải em nói là không thèm đọc tiểu thuyết của anh sao? Lâm Kiệt khẽ cười nói. Tôi đường cứng họng, càng túm chặt cổ áo anh hơn. Đừng có lảng tránh, không nói rõ ràng thì đừng hòng xong với em dám đổ lỗi cho cô cô bá đạo một chút thì sao nào sao nào thực ra lâm kiệt nhìn chằm chằm vào cô trong ánh mắt lộ ra một chút kiềm chế khó hiểu tim cô bất giác trở nên căng thẳng nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu chỉ là để tìm một lý do cho việc trì hoãn tiện thể dành thời gian để kèm cặp cho em chỉ vậy thôi không hiểu sao cô cảm thấy có chút thất vọng rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì mong đợi anh thực sự giống như trong phần trả lời kia rằng anh đang đợi thông báo tái hợp của cô làm sao có thể chứ cười tự diễu cô mạnh tay túm lấy cổ áo anh và kéo lần sau nếu còn như vậy em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu có lẽ không được lâm kiệt tỏ vẻ vô tội tôi đường thực sự tức giận lâm kiệt càng ngày càng quá đáng chỉ có như vậy họ mới có thể bỏ qua việc anh trì hoãn Lâm Kiệt dừng lại một chút, rồi như vô tình bổ sung thêm. Vì họ sẽ tập trung vào việc thúc giục chúng ta tái hợp. Không được. Tôi đường thẳng thừng từ chối. Lấy cô làm bia đỡ đạn á. Đừng hòng. Ai bảo trước đây anh không đối xử tốt với cô. Bây giờ phải cầu xin cô à? Đúng là gió đã đổi chiều rồi. Sắp khai giảng rồi. Lên lớp 12 rồi. Em đành lòng để anh vừa phải dạy kèm em. Vừa phải dành thời gian để viết chuyện hay sao? Lâm Kiệt nhìn cô uất, dường như có chút tủi thân. Đành lòng, tôi đường lạnh lùng trả lời. Anh tự làm tự chịu, liên quan gì đến cô? Thực ra một phần nào đó trong cô cũng đang mong đợi anh cập nhật chuyện. Lớp 12 áp lực rất lớn, cô còn đang trông chờ vào chuyện này để giải tỏa, còn những gì anh nói chỉ là vớ vẩn. Từ nhỏ đến lớn, luôn đứng nhất trường, viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên đã được ký hợp đồng, giờ lại bán thảm với cô, anh nghĩ cô sẽ tin sao? Anh còn có bản thảo dự trữ, có thể cho em xem trước. Lâm Kiệt chậm rãi nói. Không... Hai chữ thèm thuồng bị cô nuốt ngược vào trong. Thực sự thì cô cũng thèm thật. Nếu anh cập nhật, cô có thể lén lút đọc. Nếu anh đổ lỗi mà không viết nữa, cô chỉ có thể đau lòng nhớ mãi. Nhưng giờ chẳng lẽ cô phải tự vả vào, vào mặt mình sao? Tôi Đường có chút do dự. Đấu tranh nội tâm, liên tục đấu tranh. Khi cô sắp không thể chịu nổi, Lâm Kiệt như sợ cô không đồng ý kịp thời đưa ra một lối thoát, nói rằng cô có thể đưa ra một yêu cầu miễn là cô đồng ý. Tôi đường thuận thế mà bước xuống, làm ra vẻ nghiêm túc nói, không được phép có lần sau. Thực tế trong lòng cô vui không thể tả. Vừa được đọc tiểu thuyết, lại còn được thêm một lời hứa của anh. Điều quan trọng hơn là có thể thấy anh chịu nhún nhường như thế này. Một chữ thôi, sướng. Ngày hôm đó sau khi Lâm Kiệt dạy kèm, anh đã đưa cô hai chương bản thảo Nói là sợ cô xem xong rồi đổi ý Cô không nhịn được mà lườm anh một cái Tôi đường cô là người như vậy sao Nếu không phải cô định để dành mà đọc từ từ Cô chắc chắn sẽ tranh luận với anh một phen Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè Lâm Kiệt đã trì hoãn hai chương Nhưng không có độc giả nào thúc giục Bởi vì anh nói rằng phải dành thời gian dạy kèm cho cô Không có nhiều thời gian để viết Độc giả có lẽ đã quên rằng mình đến để đọc chuyện Từng người một đều hỏi hai người bọn họ đã tái hợp chưa hoặc đưa ra ý kiến để làm thế nào anh chinh phục cô. Tôi đừng thấy phiền lòng, nên dứt khoát không xem nữa. Tập trung vào kỳ thi phân ban của lớp 12. Kết quả được công bố vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi khai giảng. Lâm Kiệt như thường lệ vẫn đứng nhất trường vào lớp thí nghiệm. Nhờ phúc của anh, cô cũng bằng cách nào đó vào được lớp thí điểm với điểm số chót. Hứa mẫn nhỏ bạn thân của cô biết chuyện còn vui mừng hơn cả việc chính cô ấy được vào lớp thí nghiệm hỏi cô có phải là vì lâm kiệt không hứa mẫn gần như đã chứng kiến tất cả những gì giữa cô và lâm kiệt cũng biết cô đã phải đau khổ như thế nào mới có thể vượt qua sau khi chia tay tôi đường đơn giản kể lại những gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè vậy là tái hợp rồi à hứa mẫn hỏi cô không anh ấy không thích mình bây giờ mình cũng đã nhìn thấu thế này là tốt rồi tôi đường giả vờ nhẹ nhàng trả lời lớp mấy hai áp lực lớn như vậy thay vì lo lắng về chuyện tình cảm mình nên quan tâm hơn đến việc có đỗ được vào trường đại học mong muốn không chứ cô muốn thi đỗ vào đại học a nếu không thể ở bên người mình thích thì hãy cố gắng vào ngôi trường danh giá nhất ít nhất anh cũng sẽ ở đó hứa mẫn nhìn cô muốn nói rồi lại thôi quả nhiên cô không thể giấu nổi cô ấy một chút cảm xúc nào nhưng cô ấy không vạch trần cô chỉ ôm vai cô và nói rằng vậy thì chúng ta cùng nhau đến thành phố a Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12, tôi đường phá kỷ lục mà vào được top 30 của lớp, cũng tức là top 30 của toàn trường. Cô phấn khởi đi tìm Lâm Kiệt, vừa hay gặp được bạn cùng bàn của anh, nữ sinh xinh đẹp đứng thứ hai trong trường. Lý Hiểu đang nhờ anh giải thích vấn đề, khác hẳn với cách anh dạy cô giải đề, Lâm Kiệt chỉ đơn giản nói qua về cách giải. Lý Hiểu đã hiểu ngay. Không khí giữa hai người tràn đầy sự hiểu ý và hài hòa. Trái tim cô bỗng chốc bị nghẹn lại cảm thấy khó chịu. Thực ra cô luôn biết rằng giữa cô và Lâm Kiệt có một khoảng cách. Trước đây cô một mực, mực nghĩ rằng có gì ghê gớm đâu, cô cũng có thể cố gắng mà. Nhưng cuối cùng cô chỉ chứng minh rằng nỗ lực dường như chẳng có ý nghĩa gì trước tài năng bẩm sinh. Tôi đường hít một hơi sâu, đè nén cảm xúc. Khi quay lưng định rời đi, cô nghe thấy Lâm Kiệt gọi cô lại, bảo cô đưa bài kiểm tra cho anh xem. Này, tôi đường ngừng lại một chút rồi đưa tờ bài kiểm tra qua, giọng điệu nhanh chóng trở lại vui vẻ. Anh thấy em giỏi không? Ừ, khá giỏi. Lâm Kiệt lật xem bài kiểm tra của cô, chậm rãi nói thêm một câu. Dù sao cũng là anh dạy kèm cho em mà. Chật, cô lườm anh một cái, định mở miệng. Cậu có thể dạy kèm cả cho mình được không? Giọng của Lý Hiểu đột nhiên vang lên, nhẹ nhàng và tự tin. Hơn nữa nếu đường đường không hiểu gì, tôi cũng có thể dạy cô ấy. Như vậy cậu không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian. Cô ta đang nói cô lãng phí thời gian của Lâm Kiệt sao? Tô Đường lức nhìn Lý Hiểu một cái. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Kiệt mà không rời. Vậy là cô ta thích Lâm Kiệt, nên mới cố tình nói như thế để làm khó cô. Bỗng chốc, cô không còn có cảm tình với cô ta nữa. Cô ý hỏi Lâm Kiệt, liệu việc dạy kèm cho cô có phải là lãng phí thời gian không? Ai nói vậy? Lâm Kiệt khẽ nhướng mắt lên. Tôi đường cố tình nhìn sang Lý Hiểu. Đường đường, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Lý Hiểu không hề tỏ ra hoảng hốt khi bị vạch trần, ngược lại còn giải thích rất chân thành. Tôi chỉ nghĩ rằng, dù sao thì cũng là lớp 12 rồi, Lâm Kiệt cậu ấy... Tôi không cảm thấy lãng phí thời gian. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cắt ngang lời của Lý Hiểu, giọng điệu dường như trở lại với dáng vẻ lạnh lùng và xa cách như trước đây. Hơn nữa, cậu cũng không cần dạy kèm. Thấy Lý Hiểu ngượng ngùng đứng sững lại, tâm trạng cô bỗng tốt lên rất nhiều, có vẻ như Lâm Kiệt không thích Lý Hiểu. Tôi đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận lại tờ bài kiểm tra từ Lâm Kiệt. Trên đó có đánh dấu những lỗi mà anh đã chỉ cho cô. Sửa lại những câu sai trước, tìm những bài tập cùng loại và làm hết đi. Tan học anh sẽ kiểm tra. chậc vẫn nghiêm khắc như vậy. Dù sao em cũng đã tiến bộ rồi, chẳng lẽ không có phần thưởng gì sao? Tôi đường không hài lòng hỏi anh. Em muốn phần thưởng gì? Lâm Kiệt khẽ cười nhìn cô, tôi đường đã nghĩ xong từ lâu gần như nói ngay lập tức cho em thêm hai chương bản thảo nữa mỗi tuần chỉ keo kiệt cho hai chương thực sự không đủ để cho cô đọc biết thế lúc trước cô không nên đồng ý chỉ lấy hai chương mỗi tuần đáng lẽ cô nên lấy tất cả để đọc một lần cho thỏa thích chỉ thế thôi lâm kiệt ngừng lại một chút không hiểu sao cô có cảm giác giọng anh có chút thất vọng là vì anh nghĩ cô đòi ít quá sao vậy thêm năm chương nữa tôi đường vội vàng nói lâm kiệt nhìn cô với ánh mắt dần dần mang vẻ u uất anh từ từ tiến lại gần cúi người xuống dường như cố ý nhấn mạnh rằng muốn phần thường gì cũng được quá gần cô gần như có thể cảm nhận hơi thở của lâm kiệt đang phả lên mặt mình cảm giác thật tê tê tim cô không thể tránh khỏi một nhịp đập lỗi cô mở to mắt nhìn anh lâm kiệt khẽ cười gõ nhẹ lên đầu cô nói rằng năm chương thì năm chương có cảm giác gì đó không đúng tôi đường bỗng tỉnh táo kéo ra khoảng cách và trừng mắt nhìn anh hai chương cộng năm chương tổng cộng là bảy chương đừng có mơ mà lừa em gần như lại bị cám dỗ tôi đường im lặng đè nén trái tim đang đập mạnh lâm kiệt cười khẽ nói một câu đồng ý nghe có chút chiều chuộng một cách khó hiểu chết tiệt lại bị cám dỗ rồi tôi đường lắc lắc đầu tự nhủ phải loại bỏ những suy nghĩ không thực tế này khi cuối tuần đến cô đã thành công lấy được bảy trương bản thảo và xem một mạch rất thoải mái. đặc biệt là trong tiểu thuyết của anh có thêm một nhân vật nữ mới vừa xinh đẹp vừa kiên cường với nam chính thực sự là một cặp trời sinh khiến cô không khỏi mong chờ vào mạch cảm xúc của hai người. quả nhiên cặp đôi nam nữ chính tương xứng thì rất dễ cặp đôi. tôi đường xem mà thấy phấn khích. không hiểu sao cô lại nghĩ đến lâm kiệt và lý hiểu hôm đó. nam đứng đầu và nữ đứng thứ hai trong lớp. Um thực ra cũng rất dễ thương. May mà Lâm Kiệt không thích cô ta. Tôi đường tự an ủi bản thân, sau đó càng chăm chỉ học tập hơn, tìm đủ lý do để nói rằng muốn đọc thêm một số tiểu thuyết, muốn thi vào đại học A. Nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, cô chỉ muốn gần anh thêm một chút. Trong kỳ thi tháng thứ hai của lớp 12, Lâm Kiệt và Lý Hiểu lại chiếm lĩnh hai vị trí đứng đầu trong lớp. Vị trí của cô cũng nhích lên một chút, đứng ngay sau lưng Lâm Kiệt giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng rõ ràng là rất vui vẻ gọi hai người lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm học tập cả lớp lập tức xôn xao ủng hộ cô chỉ có thể buồn bã nằm sấp trên bàn nhìn lâm kiệt và những người khác tỏa sáng trên sân khấu trong tiểu thuyết của anh tình cảm giữa nam nữ chính dần dần nảy nở còn trong thực tế anh và lý hiểu cô không thể không nghĩ khi lâm kiệt xây dựng hình tượng nữ chính có phải cũng đã đưa lý hiểu vào không càng nghĩ càng khó chịu cô quyết định sẽ hỏi thẳng lâm kiệt kết quả tồi tệ nhất chính là anh thừa nhận thế thì kệ mẹ tình cảm đi cô sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh một lần thi đỗ vào đại học a để khiến anh ngạc nhiên cái người bạn thanh mai trúc mã mù quáng này quyết định xong tôi đường vừa định đi tìm lâm kiệt sau khi tan học thì thấy anh và lý hiểu bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi cùng nhau cô chỉ có thể ở lại trong lớp vừa làm bài tập vừa chờ ánh nắng chiều dần dần tràn ngập cả lớp học bài tập đã viết xong tôi đường hoạt động cơ thể một chút rồi nằm sấp lên bàn tiếp tục chờ điện thoại trong túi bỗng rung lên là cuộc gọi từ hứa mẫn cô ấy do dự nói đã thấy lâm kiệt cùng một cô gái cô hơi hoảng hốt nếu chỉ thấy hai người ở cùng nhau hứa mẫn sẽ không có giọng điệu như vậy chắc chắn đã xảy ra điều gì đó tôi đường vô thức nắm chặt điện thoại và hỏi cô ấy đã thấy gì hứa mẫn dừng lại một chút như là đã quyết tâm nói. Thôi, mình cũng không giấu cậu nữa. Cô gái đó chính là Lý Hiểu trong lớp của các cậu. Giờ này hai người vẫn còn ở trường. Có vẻ như Lâm Kiệt đang đưa cô ấy về nhà. Tôi đường có chút sững sờ. Họ không phải đã bị giáo viên gọi đi sao? Chẳng lẽ Lâm Kiệt không biết cô đang đợi anh sao? Rõ ràng trong thời gian này, hai người bọn họ đều cùng nhau đi học về. Ôm hy vọng mong manh. Cô nói vì hứa mẫn cũng ở trường. Hỏi họ đang ở đâu? Ở chỗ để xe đạp đó Cậu cứ xem cho rõ đi Hứa mẫn như thở dài Muốn nói nhưng lại thôi Tôi đường vừa đến tầng dưới Đúng lúc thấy bóng lưng Lâm Kiệt đang đạp xe Người ngồi trên xe sau chính là Lý Hiểu Cô ấy rõ ràng đang mặc áo đồng phục Rộng thùng thình của Lâm Kiệt Kiêu ngạo vẫy tay chào cô Khoảnh khắc đó Mây trôi lững lờ Gió lạnh như thổi vào cổ họng Tôi đường tự diễu một nụ cười Có vẻ như không cần phải hỏi nữa Đừng đấy làm gì Đi, hỏi cho rõ ràng hứa mẫn tức giận kéo tay cô muốn đuổi theo tôi đường hít một hơi thật sâu định nói là không cần thiết nữa nhưng trong lòng lại càng lúc càng khó chịu rõ ràng đã quyết định phải hỏi cho rõ ràng rồi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả tồi tệ nhất bây giờ có gì mà phải sợ hỏi thì hỏi thật sự cũng tốt nếu như đã hết hy vọng nhìn thấy xe đạp ngày càng xa tôi đường cắn chặt răng gọi tên lâm kiệt lâm kiệt dường như quay lại nhìn một cái dừng xe lại lý hiểu không xuống xe hình như đang nói gì đó với lâm kiệt cô vừa đến gần mà chưa kịp lên tiếng lâm kiệt đã mở miệng giải thích trước nói rằng lý hiểu đột nhiên cảm thấy không khỏe giáo viên chủ nhiệm bảo anh đưa cô ta về muộn thế này đường đường cậu cũng nên về sớm đi lý hiểu như rất phối hợp ho hắng hai tiếng nhìn về phía cô trong ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý nhẹ nhàng tôi đường không để tâm đến cô ta mà nhìn về phía lâm kiệt vậy áo đó thì sao tại sao cô ấy lại mặc áo của cậu trước đây cô cũng muốn mặc áo đồng phục của lâm kiệt nhưng anh không cho cô giờ lại tùy tiện cho một cô gái khác mặc hơn nữa đó là cô gái thích anh là vì tôi quên mặc áo khoác nên lâm kiệt mới ánh mắt lý hiểu càng thêm kiêu ngạo nhưng câu nói chưa dứt đã bị lâm kiệt cắt ngang là cô ấy nói lạnh người không khỏe giáo viên chủ nhiệm bảo anh đưa cô ấy về lâm kiệt cười nhẹ nhìn cô anh nắng chiều chiếu dọi khiến gương mặt anh càng thêm đẹp trai anh nói rằng ban đầu anh định đưa lý hiểu về rồi quay lại đón cô không ngờ lại bị cô bắt gặp suýt hiểu lầm ai hiểu lầm tôi đường trợn mắt nhìn không ghen sao lâm kiệt khẽ nhướng mày cô cứng miệng nói ghen cái gì kéo hứa mẫn định đi nhưng nghĩ đến việc lâm kiệt còn phải đưa lý hiểu về lòng cô nghẹn lại cô quay đầu lại đi đến bên lâm kiệt nói sẽ cùng anh chăm sóc bạn học cùng đưa Lý Hiểu về nhà. Lâm Kiệt khẽ cười nhìn cô, "Tôi đường quay mặt đi không thèm để ý đến anh." Cuối cùng vẫn là hứa mẫn Dung Phong đề nghị đưa Lý Hiểu về nhà, còn Lâm Kiệt thì đưa cô về nhà. Ngày hôm sau sau giờ học, Lý Hiểu tìm cô, nói rằng cô căn bản không xứng với Lâm Kiệt, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến anh. Tôi đường tức thì siết chặt nắm tay, "Ai nói cô không xứng? Ai không xứng không cần cậu nói." Giọng của Lâm Kiệt bỗng vang lên, Lý Hiểu ngần người, có vẻ như không nghĩ rằng Lâm Kiệt sẽ nghe thấy. Nhưng cô ta không có vẻ hoảng hốt như cô tưởng. Ánh mắt nhìn Lâm Kiệt đầy tình cảm và kiên định. Lúc trung học, tôi đã thổ lộ với cậu, nhưng cậu từ chối tôi. Bây giờ tôi nghĩ tôi có tư cách đứng bên cậu. Tại sao cậu không cho tôi một cơ hội? Trung học, thổ lộ. Nhìn Lý Hiểu với gương mặt dần quen thuộc, cô như nhớ ra điều gì đó. Ở độ tuổi mới lớn ấy, dù là con gái có thổ lộ, thì nhiều nhất cũng chỉ là lén lút gửi thư tình lý hiểu là một trong số ít cô gái trực tiếp thổ lộ với lâm kiệt khi biết có cô gái như vậy cô cảm thấy lo lắng cực độ mỗi ngày đến trường đều đưa lâm kiệt đến lớp của anh tan học cũng cố tình đợi ở cửa lớp anh gần như muốn tuyên bố với mọi người rằng lâm kiệt chỉ thuộc về cô may mà không lâu sau lý hiểu chuyển trường cô mới xua tan được cảm giác nguy cơ không ngờ đã lâu như vậy cô ta vẫn thích lâm kiệt thích đến mức theo đuổi đến gần đạt được vị trí tương đương với anh. Nói thật, cô có chút ngưỡng mộ cô ta, cũng có chút cảm thấy xấu hổ. Không liên quan đến thành tích của cậu. Giọng nói thẳng thắn của Lâm Kiệt vang lên. Tôi đường sững sờ một chút, lén nhìn lên. Biểu cảm của anh được giấu trong ánh sáng và bóng tối, nhưng cô có thể thấy được sự nhăn mày và vẻ xa cách của anh. Còn tôi đường thì sao? Lý Hiểu đột nhiên dừng lại và đề cập đến cô. Cậu ban đầu đồng ý ở bên cô ấy, không phải vì cô ấy cố gắng thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm này sao? Tại sao tôi lại không được? Tim cô đập mạnh, theo phản xạ nhìn về phía Lâm Kiệt. Trong ánh mắt của cậu thanh niên có một sự dịu dàng và ấm áp mà cô chưa từng thấy. Không phải, em ấy không giống cậu. Đầu óc cô bỗng chốc trở nên mơ hồ. Ý của Lâm Kiệt là, trong lòng anh, cô luôn là người khác biệt sao? Vậy điều đó có phải cũng có nghĩa là, thực ra anh thích cô không? tim cô không thể kiểm soát mà đập loạn nhịp. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị đã chạm phải ánh mắt của Lâm Kiệt, mặt cô lập tức đỏ bừng. Anh tránh nhìn lý hiểu, một cách rất tự nhiên cầm lấy cặp sách của cô, nói rằng về nhà, ngồi ở ghế sau xe đạp của anh, tôi đường lén lút ôm lấy eo anh, khóe miệng gần như kéo lên tận sau gáy. Anh thích cô, Lâm Kiệt thích cô, he he, cô càng thêm quyết tâm thi vào đại học a. Sau kỳ thi giữa kỳ, Điểm số của tôi đường đã có thể ổn định trong top 15 của lớp, nhưng còn xa mới đủ điểm để vào được đại học a. Tin tức về khóa huấn luyện trong kỳ nghỉ đông rất nhanh chóng được truyền ra, đây là khóa huấn luyện chuẩn bị cho các học sinh lớp 12 tăng tốc, không bắt buộc phải đăng ký, cần thu một khoản phí nhất định và đã được sự chấp thuận của Sở Giáo dục. Đây là một đặc điểm lớn của trường bọn họ, đây cũng là phần lý do nhiều người cố gắng thi vào đây. Dù sao với học sinh lớp 12, không có khái niệm nghỉ ngơi thời gian chính là điểm số tôi đường đã đăng ký lâm kiệt cũng đăng ký thực ra anh hoàn toàn không cần phải tham gia cô tự mãn nghĩ rằng anh tham gia chỉ vì muốn đi cùng cô một phần lớn học sinh trong lớp cũng đã đăng ký bao gồm cả lý hiểu áp lực của khóa huấn luyện lớn hơn cô tưởng tượng gần như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một việc làm bài tập làm bài tập và làm bài tập cuộc thi hàng đầu đều lấy tiêu chuẩn thi đại học để yêu cầu hai người bọn họ áp lực lớn đến mức luôn có người gục ngã và bỏ cuộc trước thời hạn. Mỗi khi cô sắp không chịu nổi, cô đều theo phản xạ nhìn về phía Lâm Kiệt. Trong vô thức, anh đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của cô. Thêm một tuần trôi qua, cô gần như nằm bẹp trên bàn không thể đứng dậy. Khi Lâm Kiệt đi về phía cô, cả người cô như tê liệt. Bởi vì anh đến để kiểm tra bài sai của cô, loại sai một bổ mười. Mệt quá, hay là hôm nay tạm nghỉ đi? Tôi đường kéo tay anh, làm về mặt đáng thương cầu xin lâm kiệt cũng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô mỗi lần như vậy cô không chịu nổi chỉ có thể ngoan ngoãn đưa bài kiểm tra cho anh đợi chờ sự chỉ trích từ học thần một câu toán hai câu lý thuyết tổng hợp anh đã nói với em rồi tại sao lại sai lâm kiệt dường như lại trở về hình dáng của một cỗ máy học tập không có tình cảm nhưng lần này cô sẵn lòng bị anh chèn ép lúc đó không nhận ra là câu cùng loại anh xem những bước sau đi em tự bổ sung trước khi giáo viên giảng em đã bổ sung tôi đường vội vàng chỉ vào những gì viết bằng bút màu xanh trên giấy có ích không lâm kiệt nhìn cô không có ích cô thành thật trả lời nếu đây là kỳ thi đại học sai là sai sau khi thi xong mới biết cách giải đúng thực sự là chẳng có ích gì về những điều này cô không bao giờ tranh luận với anh bởi vì kỳ thi đại học chỉ có một lần cô không muốn tìm bất kỳ lý do nào cho bản thân chỉ muốn cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể tôi được ngoan ngoãn yêu cầu lâm kiệt cho bài làm hết những câu cùng loại đảm bảo rằng khi gặp phải loại này sẽ không bị mất điểm nữa tuần cuối cùng của khóa huấn luyện cũng đến và bọn họ đã đến với bài kiểm tra cuối cùng trong tuần nghe nói độ khó lần này giống nhất với kỳ thi đại học cũng là để trường xem xét đám người bọn họ những học sinh đang phải chịu được áp lực lớn nhất thực sự có thể đạt được trình độ gì khi cô thức dậy mọi người trong ký túc xá đã đi gần hết chắc chắn là muốn tận dụng một chút thời gian buổi sáng để củng cố lại tôi đường cũng định làm như vậy nhưng lâm kiệt nói với cô rằng trạng thái tốt nhất trước khi thi là nghỉ ngơi thật tốt không cần thiết phải chuẩn bị vào phút chót cô liền ngủ một giấc thật ngon tâm trạng quả thật rất tốt sau khi rửa mặt xong khi cô định khóa cửa ra ngoài đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khẽ còn ai trong ký túc xá nữa sao Tôi đường dững giờ một chút, hỏi vài câu có ai không? Vì nơi tổ chức khóa huấn luyện không phải ở trường, ký túc xá là một phòng rất lớn, có 10 người ở, cô nhất thời không nhìn thấy còn ai nữa không? Khụ khụ. Tiếng hò yếu ớt lại vang lên, xác định có người. Tôi đường đi vào tìm từng người một. Quả nhiên thấy có một đôi giày để trước giường. Hình như là giường của Lý Hiểu. Một tiếng ho khác lại vang lên. Cuối cùng cô không nỡ làm ngơ. Cậu sao vậy? có phải bị ốm rồi không? Ừ. Giọng của Lý Hiểu mang âm điệu ngạt mũi, có vẻ nói chuyện hơi khó khăn. Tôi đường đưa tay sờ chán cô ấy, nóng quá mức, có vẻ như bị sốt không nhẹ. Cậu chờ một chút, mình đi tìm cô quản lý ký túc xá. Tôi đường vội vàng đi tìm cô quản lý, vô tình thấy đồng hồ treo trên tường, đã gần 9 giờ rồi, giờ mà đi đến phòng thi chắc chắn sẽ muộn. Hơn nữa lần thi này được thực hiện nghiêm ngặt theo quy chế thi đại học nếu muộn hơn 15 phút Thì không thể vào phòng thi Tôi đường thở dài Vẫn dẫn theo cô quản lý quay về ký túc xá Lý hiểu sốt có vẻ khá nghiêm trọng Cô và cô quản lý ký túc xá Cùng đưa cô ta đến bệnh viện Coi như đã hoàn toàn bỏ lỡ kỳ thi ngữ văn buổi sáng Điều quan trọng là Có người còn không biết điều Tôi không nhờ cậu quản tôi Việc bỏ lỡ thi cử là chuyện của cậu Yên tâm đi Nếu thật sự là kỳ thi đại học Cho dù cậu có chết vì bệnh tôi cũng sẽ không quản cậu đâu cô tức tối trả lời lý hiểu không nói gì thêm tôi đường đứng dậy đi nếu giờ quay về vẫn kịp tham gia kỳ thi buổi chiều vừa đến cửa thì nghe thấy lý hiểu nói nhỏ từ phía sau cảm ơn còn biết cảm ơn đấy không đến nỗi ghét bỏ như vậy tôi đường vẫy tay và quay trở lại thấy lâm kiệt đứng ở cửa lớp có vẻ đang đợi cô tôi đường vừa định giải thích thì anh đã lên tiếng anh đã biết hết rồi, ở trường anh đã xin cho em một bài kiểm tra ngữ văn trắng, chờ thi xong buổi chiều là một lượt. Sau này cô mới biết, hôm đó trước khi thi, Lâm Kiệt đã tìm cô, suýt chút nữa cũng bỏ lỡ kỳ thi. Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, điểm thi đã được công bố, vì cô bỏ thi một môn nên thứ hạng tụt xuống mức trung bình trong lớp. Lâm Kiệt đã sửa bài kiểm tra ngữ văn của cô, nếu tính cả môn này, cô có thể vào top 10 của lớp nhưng vẫn còn xa lắm so với việc vào được đại học a tôi đường chán nản nằm trên bàn lâm kiệt đi đến trước mặt cô ánh sáng đổ xuống che khuất toàn bộ cô cô chỉ nói mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút cô không muốn vì chuyện của mình mà gây rắc rối không cần thiết cho anh chỉ như vậy đã nhụt trí rồi sao lâm kiệt gõ gõ lên bàn của cô nói rằng khi về sẽ tăng cường huấn luyện cho cô tôi đường gật đầu trường đã đặc biệt kết thúc khóa huấn luyện trước một tuần là để hai người bọn họ cũng có thể thư giãn hợp lý. Lúc đến thì có một đám đông người, lúc rời đi hầu như giảm đi một phần ba. Những người còn lại, hầu hết đều mang nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Bởi vì lần này điểm số của họ gần như đều tăng lên đáng kể. Đó chính là năm cuối cấp. Kỳ thi đại học sau nửa năm tới cũng sẽ vì mười mấy điểm, vài điểm, thậm chí một hai điểm mà loại bỏ đi một số lượng lớn thí sinh. Kể từ khi khai giảng đã hơn một tháng, với đủ loại kỳ thi lớn nhỏ, cộng thêm một lần thi thử, điểm số của cô đã có thể ổn định trong top 10 của lớp. Thời gian trên bảng đếm ngược trôi qua càng nhanh, cô cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại một cái là một ngày đã trôi qua, thời gian trôi nhanh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Ngày hôm đó tan học, cô quen thói chở Lâm Kiệt cùng về nhà. Không ngờ Lý Hiểu lại tìm cô, bảo cô ra ngoài một chút, nói là có chuyện liên quan đến Lâm Kiệt muốn nói với cô. Cô ấy có vẻ nghiêm túc không giống như cố ý tìm cô để khoe khoang tôi đường theo cô ấy tránh lâm kiệt rời khỏi lớp qua cửa sau cậu biết chuyện về chỉ tiêu tuyển thẳng chưa lý hiểu hỏi cô tôi đường lắc đầu nhưng tính toán thời gian có vẻ những năm trước chỉ tiêu tuyển thẳng thường được công bố vào thời điểm này khi nghĩ đến việc lâm kiệt sẽ được tuyển thẳng và sẽ không còn đến trường nữa cô cảm thấy rất là khó chịu vì sẽ không thể thấy anh mỗi ngày trong một khoảng thời gian dài nhưng phần lớn là vui mừng vì anh xứng đáng, anh luôn xứng đáng. Lâm Kiệt quả nhiên đã giấu cậu. Lý Hiểu nhìn cô một cách nghiêm túc. Tôi đường có chút không hiểu. Cô ta tiếp tục nói. Thực ra chỉ tiêu đã sớm được công bố. Khi tôi được gọi vào văn phòng giáo viên để nói về chuyện này, tôi mới biết Lâm Kiệt đã từ bỏ xuất tuyển thẳng vào đại học A. Cậu nên biết, cậu ấy từ chối chỉ vì một lý do. Đó chính là cậu. Bây giờ người duy nhất có thể khuyên nhủ cậu ấy chỉ có cậu liên quan đến tương lai của lâm kiệt tôi hy vọng các cậu đừng để tình cảm ảnh hưởng hãy khuyên cậu ấy thật tốt lý hiểu nói với vẻ chân thành tôi đường ngẩn ra một lúc lâu việc này lâm kiệt từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói với cô có lẽ cả gia đình anh cũng không biết nếu không thì chắc chắn gia đình anh cũng sẽ không cho phép anh từ bỏ trên đường về cô đề nghị muốn đi bộ một chút lâm kiệt đẩy xe đạp đi bên cạnh cô gió lạnh đầu xuân thổi vào mặt tầm nhìn của cô từ từ quét qua gương mặt của cậu thanh niên bên cạnh anh không có gì muốn nói với em sao lâm kiệt nhìn cô từ bên cạnh dường như không hiểu cô đang hỏi về điều gì chuyện tuyển thẳng em đã nghe rồi anh đã từ bỏ cô tránh ánh mắt của anh ậm ừ nói cô không muốn trở thành gánh nặng của anh càng không muốn anh hy sinh bất cứ điều gì vì cô điều đó chỉ khiến cô cảm thấy mình vô dụng ừ lâm kiệt đáp một cách nhạt nhẽo phản ứng của anh càng bình thản hơn cô càng thấy khó chịu vậy thì sao tại sao cô dừng lại nhìn anh cuối cùng không thể hỏi ra câu có phải là vì em không cô sợ anh sẽ trả lời là đúng cô càng sợ mình không thể thuyết phục được anh bởi vì chuyên ngành tuyển thẳng không phải là thứ anh muốn lâm kiệt cũng dừng lại nhìn cô một cách đầy nghiêm túc tôi đường ngạc nhiên một chút anh tiếp tục ánh mắt mang theo một cảm xúc mà cô không thể giải thích thật ra anh không định nói cho em biết chuyện này vì không cần thiết nhưng bây giờ em muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh mơ hồ cô thở phào nhẹ nhõm hỏi ra câu vậy không phải vì em đúng không một phần lâm kiệt nhìn cô mím môi tôi đường thực sự thở phào nhẹ nhõm nếu anh nói thẳng là không cô ngược lại sẽ không tin lắm trên đường đi cô đã hỏi rất nhiều điều anh đều trả lời cô từng câu một kết quả cuối cùng là bảo cô không cần nghĩ quá nhiều hãy tập trung vào kỳ thi đại học. Khi về đến nhà cô bỗng nhớ ra một câu hỏi. Vậy mẹ anh có biết không? Lâm Kiệt im lặng một lúc lâu không nói gì. Có nghĩa là không biết rồi. Tôi đường nhất thời không biết mở lời như thế nào. Khi còn học tiểu học, mẹ Lâm và bố Lâm đã chia tay. Vì mẹ Lâm công việc rất bận rộn. Bận đến mức không có thời gian chăm sóc Lâm Kiệt. Thường xuyên cãi vã với bố Lâm về chuyện này. Cô không nhớ rõ đã bao nhiêu lần khi cô và lâm kiệt cùng về nhà chờ đợi lâm kiệt luôn là một ngôi nhà lạnh lẽo cô thường làm phiền anh ở lại nhà cô cho đến khi mẹ lâm về mẹ lâm dường như luôn rất bận thỉnh thoảng có thời gian rảnh bà luôn mua một ít đồ đến nhà cô để cảm ơn cảm ơn mẹ tô đã chăm sóc lâm kiệt mỗi khi nhắc đến lâm kiệt điều đầu tiên bà nói cũng là về thành tích học tập bà yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc và yêu cầu lâm kiệt còn nghiêm khắc hơn vậy nên thành tích của lâm kiệt mới luôn đứng đầu, nhưng đồng thời cũng dẫn đến tính cách lạnh lùng của anh. Anh sẽ nói với mẹ. Lâm Kiệt dường như có chút không tập trung. Hay là em đi cùng anh? Tôi đường cảm thấy không yên tâm. Không cần. Lâm Kiệt từ chối cô. Về đến nhà cô cứ cảm thấy buồn chồn không yên và cảm giác không an tâm này nhanh chóng được xác nhận. Mẹ Lâm đã tìm đến nhà cô, nhờ cô về khuyên Lâm Kiệt, nói rằng Lâm Kiệt đã tự nhốt mình trong phòng không chịu ra mẹ tôi ở dưới nhà đang an ủi mẹ lâm còn cô thì lên lầu gõ cửa phòng của lâm kiệt lâm kiệt là em có thể mở cửa được không sau một lúc lâu cửa mới mở ra trong phòng không bật đèn lâm kiệt toàn thân chìm trong bóng tối trông cô đơn và lặng lẽ là hình ảnh mà cô chưa từng thấy trước đây trái tim cô đau nhói cô nhẹ nhàng đi tới ôm lấy anh anh cứ để cô ôm mà không nhúc nhích sau một lúc lâu anh mới đẩy cô ra chậm rãi nói anh không sao em về đi đôi mi dài của anh tạo thành một cái bóng dưới mắt cô không nhìn rõ được cảm xúc trong ánh mắt anh cô chỉ biết cho dù anh không nói gì thì bây giờ cô chỉ muốn ở bên anh tôi đường lắc đầu không động đậy lâm kiệt dường như mở miệng nhưng không nói gì trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người bọn họ tôi đường nhìn gương mặt thanh niên trước mắt càng kiên định quyết tâm sẽ ở bên anh trong tương lai không lâu sau cô nghe thấy tiếng cửa phòng được mở lâm kiệt đi qua dường như muốn đóng cửa phòng em ra ngoài xem thử tôi đường nắm tay anh nhẹ nhàng nói anh im lặng nhìn cô một lúc đôi môi mỏng khép lại thành một đường cong lạnh lùng gật đầu khi cô bước ra ngoài đã đóng cửa lại bên ngoài là mẹ lâm đã trở về còn có cả mẹ tô nữa sắc mặt của mẹ lâm vẫn không tốt nhưng rõ ràng đã dịu đi nhiều có lẽ đã nghe lời khuyên của mẹ tô mẹ tôi luôn ủng hộ phương pháp quản lý tự do cho cô sự tôn trọng và lựa chọn lớn nhất việc cô cần làm là chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình nên cô luôn cảm ơn vì có một người mẹ như vậy tiểu kiệt vẫn không chịu ra sao mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi cô tôi đường gật đầu nói cho bà biết tình hình mẹ đã khuyên mẹ lâm gần xong rồi để tiểu kiệt ra ngoài ngồi xuống nói chuyện một chút mẹ tôi dừng lại một chút rồi nói con sẽ thử Tôi đường gõ cửa phòng Lâm Kiệt rồi bước vào, anh gần như vẫn giữ tư thế như trước, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đi đến và kể cho anh nghe những gì mẹ tôi đã nói, khuyên anh nên trò chuyện tốt với mẹ Lâm. Một lúc sau, Lâm Kiệt đi theo cô ra khỏi phòng. Kết quả cuối cùng là mẹ Lâm đồng ý tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Kiệt, cũng sẽ không can thiệp vào việc đăng ký nguyện vọng của anh sau này, nhưng anh phải thi đỗ vào đại học a. Đối với Lâm Kiệt mà nói, đây vốn dĩ là một điều dễ dàng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị căng thẳng cho kỳ thi cao khảo lý hiểu đã nhận được suất tuyển thẳng vào đại học a trước khi đi cô ấy để lại toàn bộ tài liệu học tập cho cô cũng nói rằng sẽ đợi cô và lâm kiệt ở thành phố a tôi đường hãy cố gắng lên nếu không thì chỉ có thể đứng nhìn tôi và lâm kiệt học cùng trường thôi giọng điệu của lý hiểu nghe có chút châm chọc nhưng ánh mắt của cô ấy không còn sự khinh thường hay thù ghét nữa dù cho hai người học cùng trường lâm kiệt cũng chỉ có thể là của tôi tôi đường ngẩng cầm lên cố tình phản kháng lại sau đó cả hai đều cười lý hiểu thật sự không đến mức đáng ghét mà còn rất dễ thương sau đó trong kỳ thi tháng tiếp theo thành tích của tôi đường liên tục cải thiện đã có thể vào top 5 của lớp gần chạm đến ngưỡng đại học a đại học b thực ra cô không phải là đứa trẻ thông minh có thể đến được như ngày hôm nay đều nhờ vào lâm kiệt người mà cô đã sẵn sàng dành hết mọi nỗ lực để theo đuổi em đang nghĩ gì vậy làm bài tập lại các câu sai đi lâm kiệt gõ nhẹ vào đầu cô đặt tờ đề thi môn khoa học tự nhiên đã được chấm ở trước mặt cô bây giờ cô đã trở thành bạn cùng bàn của anh là do anh đề nghị với giáo viên chủ nhiệm giáo viên đã đồng ý bởi vì bây giờ cô đã không còn là tô đường mà mọi người cho là gánh nặng nữa một buổi chiều hè rực rỡ ánh nắng chiếu vào lớp học. Thời gian trên bảng đếm ngược chỉ còn 2 ngày, kỳ thi cao khảo sắp đến. Ngày trước kỳ thi cao khảo, toàn trường nghỉ học, để học sinh có thể điều chỉnh tâm lý và bổ sung năng lượng, đón nhận kỳ thi với trạng thái tốt nhất. Lúc này cô đang ngồi trong phòng Lâm Kiệt, hoàn thành bộ đề toán cuối cùng. Điểm tối đa là 150 điểm, cô đạt 137. Sau khi giải thích các câu sai, Lâm Kiệt xoa đầu cô, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy sức mạnh ngày mai em hãy thi thật tốt anh cũng vậy phải giành được giải nhất tỉnh không nên là giải nhất toàn quốc về đây cô giả vờ thoải mái trêu chọc anh lâm kiệt gật đầu sau này cô mới biết lúc đó anh còn một câu chưa nói ra đó là khuyên cô thi tốt có thể anh sẽ lấy danh hiệu thủ khoa tỉnh để giúp cô được giảm điểm thi vào đại học a có lẽ anh sợ nói cô đó sẽ làm cô có áp lực Trước khi cô nhận ra, chàng trai này đã lập kế hoạch cho cô trong tương lai của anh. Điều cô có thể làm là hết sức chạy theo bên cạnh anh. Ngày thi cao khảo, bố mẹ Tô và bố mẹ Lâm cùng đưa hai người bọn họ đến trước cổng trường thi. Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn cuối vang lên, tôi đường cảm thấy như không thể tin vào thực tế này. Tuổi trẻ của cô đã kết thúc như vậy. Không giống như tưởng tượng, buổi kết thúc lại diễn ra trong một ngày không bình thường một kỳ thi không bình thường, tiếp theo là những điều mà tất cả các sinh viên tốt nghiệp đều trải qua, điểm vui xé rách chụp hình kỷ niệm. Có vẻ như khoảnh khắc này đã tạm thời quên đi kết quả kỳ thi cao khảo, chỉ muốn tận hưởng sự thư giãn hoàn toàn sau khi bị áp lực. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi đường đề nghị Lâm Kiệt cùng cô đi dạo trong trường, anh gật đầu đồng ý. Trong 3 năm qua, cô đã gần như đi qua mọi ngóc ngách của khuôn viên trường nhưng chưa bao giờ nhìn rõ kỹ lưỡng như bây giờ có lẽ khi trở lại bảo vệ sẽ không dễ dàng cho phép hai người bọn họ vào và hai người bọn họ sẽ có một cái tên khác gọi là sinh viên tốt nghiệp năm trước anh còn nhớ không trước đây anh thường đứng ở đây phát biểu cả người tỏa sáng thật là cuốn hút tôi đường chỉ về phía bục cờ cười nhìn lâm kiệt lúc đó cô chỉ có thể đứng dưới nhìn anh tỏa sáng trên bục nghe những lời khen ngợi và ghen tị từ những người xung quanh trong lòng cô không chỉ có niềm vui mà không thể tránh khỏi, còn có sự tự ti, bởi vì người cô thích quá xuất sắc. Trước đây, cô luôn giấu giếm sự tự ti này một cách cẩn thận, cho đến bây giờ mới dám đối mặt hoàn toàn với nó, bởi vì cô cũng đã trở thành một người có phần xuất sắc. Ừm, dù cho cô vẫn còn thu anh một đoạn dài. Có, anh cũng thấy em dưới bục. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười nhìn cô. Không thể nào, nhiều người như vậy làm sao mà anh nhìn thấy được, Tôi đường cứ nghĩ anh đang an ủi cô. Mỗi lần đều thấy. Anh nắng chiếu dọi qua tán cây. Ánh sáng dọi lên gương mặt của chàng trai. Vẻ mặt anh nghiêm túc và dịu dàng. Cô bỗng đỏ mặt không dám nhìn anh. Đành cười ha ha chuyển đề tài. Điểm thi cao khảo vẫn chưa công bố. Tô đường có phần hơi thiếu tự tin. Ngày hôm sau, lớp trường tổ chức một buổi họp lớp. Gần như tất cả mọi người trong lớp đều đến. Ngay cả vài người đã được tuyển thẳng cũng đến. Bao gồm cả Lý Hiểu, dù sao sau lần này Có thể sẽ có người không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa Và lớp học này Cả đời này cũng sẽ chỉ như vậy mà tan rã, Không thể nào tụ tập lại được nữa Lý Hiểu vừa vào đã kéo cô ngồi cùng Hỏi cô thi thế nào Có khả năng vào đại học A không Nói thật lòng Trong lòng mình cũng không chắc Tôi đường thành thật trả lời Sau khi so đáp án Cô ước lượng điểm thi khoảng 670 Chỉ vừa đủ điểm vào ngưỡng của đại học A không sao đâu cho dù không vào được thì cũng có thể vào đại học b chỉ là xa lâm kiệt một chút thôi lý hiểu an ủi cô tôi đường vô thức nhìn về phía lâm kiệt anh đang bị một nhóm bạn nam bao quanh ăn mừng việc anh đoạt giải thủ khoa tỉnh yên tâm mình không tranh giành với cậu đâu dù sao cũng không thể tranh lại lý hiểu cười vỗ vai cô nói đến lúc đó nếu cậu ấy vào đại học a mình sẽ giúp cậu giám sát cậu ấy được đó tôi đường cười đáp thực ra nếu thật sự thi được như cô ước lượng cô cũng rất hài lòng bởi vì kỳ thi cao khảo không giống như bình thường có thể thể hiện tốt cũng là một loại may mắn buổi họp lớp kéo dài từ chiều đến tối còn có người đề nghị đi hát karaoke cả đêm tôi đường có phần không muốn đi nên đã từ chối lâm kiệt cũng không đi anh bị khuyên uống không ít rượu trên mặt có một chút ửng đỏ do say đường đường vậy cậu đưa lâm kiệt về nhà nhé lớp trưởng cười trêu cô những người khác cũng cất tiếng chế diễu được mình sẽ đưa anh ấy về các cậu đi chơi đi tôi đường ngắt lời họ và đỡ lâm kiệt lên chiếc taxi mà cô đã gọi chỉ có điều cô không ngờ rằng một người nhìn có vẻ lạnh lùng như vậy lại trở nên thân mật và vui vẻ đến vậy khi say rượu khi taxi về đến nhà lâm kiệt có vẻ đã hơi không tỉnh táo nằm lì trên xe không chịu xuống miệng lầm bầm đòi ôm mới chịu xuống tôi đường đứng giữ một lúc lâu không phản ứng kịp rồi lấy điện thoại ra ghi lại đợi khi anh tỉnh lại sẽ cho anh xem phản ứng của mình khi say rượu chắc chắn sẽ rất vui người tài xế cười nói cô bé mau ôm bạn trai xuống đi cặp tình nhân này thật là ngọt ngào ha ha chưa phải là bạn trai nhưng sắp rồi tôi đường vui vẻ trả lời tài xế cuối cùng cũng kéo được lâm kiệt xuống xe anh gần như dựa hẳn vào cô đi bộ cũng rất là khó khăn bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh cô có thể cảm nhận rõ cơ thể nóng hổi của anh làm tim cô đập loạn nhịp ánh đèn đường chiếu sáng trên gương mặt ưu tú của anh khiến anh càng trở nên cuốn hút hơn nếu không phải hôm nay cô ở đây có lẽ những cô gái thích anh đã sớm sơi tái anh rồi tôi đường vừa lầm bầm vừa kéo lâm kiệt vào khu trung cư không muốn về nhà lâm kiệt lầm bầm rụi dụi vào người cô cao hơn một m tám mà giờ anh lại làm nũng tạo nên một sự tương phản đáng yêu không thể ngờ. Tôi đường không chịu được, mà véo nhẹ vào má anh, cảm giác thật tuyệt. Đột nhiên Lâm Kiệt nằm lấy tay cô, dường như mơ màng mở mắt, ánh mắt say sưa mờ ảo nhìn chằm chằm vào cô. Mặt cô lập tức nóng bừng, hỏi anh có phải đã tình rượu chưa? Anh từng chút một hạ ánh mắt lại gần cô, như muốn nhìn rõ cô là ai. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, khiến cô tê tê. Cô chưa bao giờ gần gũi với anh đến vậy gần đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể chạm vào môi anh. Lâm Kiệt, tôi đường rụt cổ lại, cố gắng tạo ra khoảng cách với anh. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn vô dụng, anh đã tiến lại gần. Tôi đường cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Rồi Lâm Kiệt nghiêng đầu, tựa vào vai cô và ngủ tiếp đi. Sau khi đưa Lâm Kiệt về nhà, cô vẫn còn ngửi thấy mùi hương của anh trên người mình. Thật sự rất ngọt ngào. Ôm chăn ngủ một giấc say, khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng choang cảm ơn mẹ đã không gọi cô dậy để cô có thể ngủ một giấc ngon lành sau khi ăn sáng cô vội vàng tìm lâm kiệt muốn hỏi anh còn nhớ chuyện tối qua không không nhớ lâm kiệt bình thản đáp dù cô có gợi ý thế nào anh dường như cũng không nhớ ra được thôi không nhớ thì cũng không sao nhưng cô còn những bằng chứng khác tôi đừng lấy điện thoại ra quay video cho anh xem cảnh tối qua anh làm nũng trên xe taxi cái này cũng không nhớ sao?" Lâm Kiệt rõ ràng đã đỏ tai, đứng dậy muốn giật điện thoại của cô. "Không cho, vui mà, em phải giữ lại." Cô lập tức rụt tay lại, nắm chặt điện thoại trong tay, cười nhìn anh. "Ai mà biết anh lại đến giành giật. Tôi đường vừa chạy vừa né, không để ý vấp phải cái gì đó suýt ngã. May mà Lâm Kiệt kịp thời kéo cô lại, hai người bọn họ đều ngã xuống giường. Cô ở dưới, anh ở trên. Không khí dần dần trở nên nóng bỏng anh dậy đi đè lên em rồi tôi đường la lên hôm qua có như vậy không lâm kiệt từ từ lên tiếng tai đỏ dần dần lan ra cả khuôn mặt hồng hào quyến rũ toang tôi đường lặng lẽ nuốt nước bọt không biết không nhớ thử xem có thể nhớ lại không lâm kiệt hình như nở một nụ cười tiến gần khuôn mặt của cô cứu cô với không biết từ khi nào mà anh lại trở nên quyến rũ như vậy cô hơi lúng túng Tôi đường vô thức nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, chờ đợi cái chạm gần sắp đến. Đùa thôi, Lâm Kiệt cười khẽ, xoa đầu cô rồi ngồi dậy. Sao cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng vậy? Ngày 24 tháng 6, ngày công bố điểm thi, cả nhà cô đã ngồi trước máy tính từ sớm để chờ đợi. Không cần căng thẳng đâu, bé con, dù có thi thế nào, bố mẹ đều tôn trọng con. Mẹ tôi vừa an ủi vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính. Có vẻ bà còn căng thẳng hơn cả cô, khi đến giờ cô hít một hơi thật sâu, nhập số chứng minh nhân dân, nhấn xác nhận, trang web nhanh chóng chuyển đến trang điểm thi. 678, bé con, con thi được 678. Mẹ tôi lập tức phấn khích ôm chầm lấy cô. Tôi đường ngơ ngác nhìn số điểm, cao hơn dự đoán một chút. Cô thi được 678. Nước mắt cô không khỏi cay cay, bao nhiêu nỗ lực trong suốt những năm qua, cuối cùng cũng được đền đáp. Cô cũng không kìm được cảm xúc khi bình tĩnh lại, cô lập tức gọi điện cho Lâm Kiệt, nói cô thi được 678. Lâm Kiệt như thở phào nhẹ nhõm, bảo cô chờ anh. Chưa bao lâu sau, có tiếng gõ cửa. Lâm Kiệt đứng bên ngoài với điện thoại vẫn chưa tắt. Nhìn thấy anh, cô ngay lập tức nhớ ra điểm chuẩn vào đại học A những năm trước, giao động từ 606 đến 609. Có lẽ cô vẫn không thể vào cùng một trường với anh rồi. Còn anh thì sao? Thế nào rồi? Tôi đường cố tỏ ra bình thản hỏi điểm vẫn chưa ra. Lâm Kiệt nhìn cô. Tôi đường ngớ người một chút mới nhớ đến việc khóa điểm. Tức là những thí sinh trong top 50 toàn tỉnh sẽ không thấy điểm mà phải chờ đại học A, đại học B gọi điện để giành người. Vậy anh định đi đại học A hay đại học B? Còn em? Lâm Kiệt không trả lời mà lại hỏi ngược lại cô. Không biết, chưa xác định. Tôi đường lắc đầu. Hay anh giúp em tư vấn một chút? Không phải, anh muốn nói Đại học A và đại học B, em muốn đi đâu hơn?" Lâm Kiệt hỏi rất nghiêm túc. Tôi Đường hơi bất ngờ, điểm của cô có khả năng không đủ để vào đại học A, đại học B, tại sao anh lại có ý như thể cô có thể chọn chứ? Hôm qua cả đại học A và đại học B đều đã gọi điện cho anh, anh chắc chắn sẽ là thủ khoa tỉnh lần này." Lâm Kiệt nâng chân mày, có nghĩa là với điểm của em hiện tại, nếu anh đề nghị, họ chắc chắn sẽ đồng ý giảm điểm để nhận em. Tôi đưa ngớ người một chút, đột nhiên nhớ ra hình như đã có chuyện này xảy ra trước đây. Một thí sinh tỉnh nào đó, vì bạn gái còn phân vân có nên đi đại học A hay không, đại học A đã hứa rằng chỉ cần anh đi thì bạn gái cũng sẽ được nhận. Cuối cùng cả hai thực sự đã cùng nhau vào đại học A. Lúc đó cô đã mơ tưởng một chút, sau khi thi xong, cô sẽ bám theo Lâm Kiệt để anh đưa cô vào đại học A cùng. Không ngờ bây giờ lại thành sự thật, cô không phải đang mơ đấy chứ? tôi đường véo mình một cái đau đến mức nghiến răng lâm kiệt cười và nói không phải mơ đâu điện thoại của anh bỗng rung lên chắc là điện thoại từ văn phòng tuyển sinh của đại học a sau khi tắt máy lâm kiệt nhìn cô nói người từ văn phòng tuyển sinh đại học a đã đến họ muốn gặp anh để nói chuyện nếu em đã cân nhắc xong thì đi cùng anh cái này còn cần suy nghĩ hay sao cô đương nhiên sẽ đi theo cô còn chưa từng thấy cảnh đại học a và đại học b dành người nữa vừa về đến nhà anh chưa lâu cửa đã có tiếng gõ hai người vào có vẻ như họ không ưa nhau chào bạn lâm tôi là người từ văn phòng tuyển sinh đại học a đã liên lạc với bạn trước đó người từ văn phòng tuyển sinh đại học a là người đầu tiên tiến vào bắt tay với lâm kiệt tôi là người từ đại học b văn phòng tuyển sinh đại học b hôm qua đã liên lạc với bạn rồi người tự xưng là văn phòng tuyển sinh đại học b cũng nhanh chóng chen vào hai người nhìn lâm kiệt đều nở nụ cười nhưng nhìn nhau thì ánh mắt lại sắc bén lâm kiệt chắc cậu cũng nghe nói về sức mạnh của đại học a nếu cậu đến đây chuyên ngành tùy chọn còn có thưởng bên đại học b cũng có chuyên ngành tùy chọn thưởng thì không thành vấn đề tôi còn chưa nói xong anh có biết phép lịch sự không đấy phép lịch sự gì người đến trước thì được phục vụ trước tôi là người liên hệ với lâm kiệt trước hai người tranh cãi cả một hồi sau đó lại bắt đầu một cuộc tranh luận gay gắt về lịch sử chuyên ngành của từng trường, không kém gì một cuộc tranh biện thực thụ. Tôi đường đứng bên nhìn mà ngẩn ngơ. Ngược lại Lâm Kiệt lại tỏ ra rất bình thản, có lẽ anh đã nghe những điều này trong cuộc gọi trước đó. Tôi chỉ có một điều kiện. Lâm Kiệt nhìn cô rồi lên tiếng. Hai người kia lập tức quay sang nhìn Lâm Kiệt, đồng thanh và nói. Đừng nói là một điều kiện, cho dù là một trăm điều tôi cũng đồng ý. Tôi muốn đưa cô ấy theo, cô ấy cũng là thí sinh năm nay, Lâm Kiệt chỉ tay vào cô. "Có thể hỏi một chút người từ văn phòng tuyển sinh đại học B hơi do dự. Người từ văn phòng tuyển sinh đại học A đã nhanh chóng đồng ý. Có thể đưa theo, tôi làm chủ. Lâm Kiệt, như vậy có phải là cậu đã chọn chúng tôi không?" Khuôn mặt của người từ văn phòng tuyển sinh đại học B có chút thay đổi, nhưng cũng vội vã đồng ý. Lâm Kiệt hỏi cô muốn đi trường nào. "Tôi đường bị sốc một chút, do dự hỏi. Các anh không sợ tôi thi không tốt à?" Đại học A tin rằng Lâm Kiệt là người có tầm nhìn Nếu đã đưa ra yêu cầu này Là có nghĩa điểm số của bạn chắc chắn sẽ không tệ Việc có thêm một sinh viên xuất sắc nữa Là niềm vinh hạnh của chúng tôi Cảm ơn bạn và Lâm Kiệt đã chọn Đại học A chúng tôi Người từ văn phòng tuyển sinh Đại học A nói rất chân thành Tôi đường thầm vỗ tay Tài An nói, lời khen, ai mà chịu nổi chứ Người từ Đại học B cũng nhanh chóng phát biểu ý kiến tương tự Dĩ nhiên, cô cũng không thực sự có quyền quyết định nên chọn ai, cô trả lại quyền chọn cho Lâm Kiệt và cũng thành thật nói về điểm số của mình. Quả nhiên Lâm Kiệt có con mắt tinh tường, mặc dù điểm của bạn có hơi thấp một chút, nhưng đại học A chúng tôi nói được làm được, sẽ cung cấp cho bạn chuyên ngành phù hợp. Đây là hai bản hợp đồng, Lâm Kiệt hãy xem nếu không có vấn đề gì thì có thể ký. Người từ văn phòng tuyển sinh đại học A đã lấy ra hợp đồng. Tôi đường kéo tay Lâm Kiệt, nói với anh rằng anh không cần phải lo lắng cho cô lỡ cô vào đại học a rồi không theo kịp lại bị đuổi học thì sao có anh ở đây em sẽ không bị đuổi học lâm kiệt nhướng mày và nói hơn nữa ngay từ đầu anh cũng thiên về đại học a em không cần phải có gánh nặng khi ký xong cô vẫn còn có cảm thấy hơi ngơ ngác cô đã vào đại học a rồi sao tôi đường lại véo mình một cái đúng thật đau quá cuối cùng cô cũng có thể được học cùng trường với lâm kiệt rồi sau đó khi điểm số được công bố, cô mới biết Lâm Kiệt đã đạt 739 điểm, thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh, bỏ xa người thứ hai 13 điểm. Quả nhiên là người mà cô thích, thật xuất sắc. Còn chưa tỏ tình, cậu ấy thực sự kiên nhẫn đến vậy sao? Hứa mẫn trực tiếp gọi video cho cô. Mình biết gì đâu. Tôi Đường cũng cảm thấy hơi buồn bực. Tốt nghiệp lâu như vậy, sao vẫn chưa tỏ tình với cô? Có phải là không thích cô không? Không thể nào. Anh còn sẵn lòng đưa cô vào đại học a, sao có thể không thích cô chứ? Ôi ôi ôi, thật phiền phức, Lâm Kiệt thật sự làm cô phát điên. Trước khi khai giảng đại học, hai người bọn họ, những người có mối quan hệ rất tốt, lại tụ tập lại một lần nữa. Trong thời gian đó, có người đề xuất chơi trò mạo hiểm và mọi người đều đồng ý ngay. Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng cô luôn cảm thấy họ có ý nhìn cô cười một cách vô tình. Vòng đầu tiên nhanh chóng bắt đầu cô là người đầu tiên rút thẻ. Rút được thẻ yêu cầu chạm mũi với một người khác giới có mặt trong vòng 10 giây. Wow, ngay lập tức có người gieo hò. Nhiều người còn gọi thẳng tên của Lâm Kiệt. Lâm Kiệt đứng dậy tiến về phía cô. Chưa kịp để cô phản ứng thì đã chạm mũi vào mũi cô. Hơi thở như ngưng lại, tim cô không thể kiểm soát và đập điên cuồng. tôi đường có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài và lỗ chân lông của anh. Cùng với hơi nóng phả vào mặt cô, làm cô đỏ mặt. Cảm giác như đã qua rất lâu, cô mới nghe thấy âm thanh thông báo hết thời gian. Tô Đường vội vàng rút lui khỏi khoảng cách với anh, thở hổn hển. Em còn chưa nói chọn anh mà. Lâm Kiệt khẽ cong môi. Ngoài anh ra, không ai được. Thật bá đạo, miệng cô không tự chủ được mà nhếch lên. Vòng hai nhanh chóng bắt đầu, Lâm Kiệt rút được thẻ, yêu cầu ôm một người khác giới trong 10 giây. Hầu hết mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt châm chọc. Tôi đường có một chút ngạc nhiên sao lại trùng hợp như vậy chứ lại là hai người bọn họ lâm kiệt đã đứng dậy đi về phía cô cô chỉ còn cách để anh ôm mình không ngờ cơ thể anh trông có vẻ gầy gò nhưng ngược lại rất rắn chắc chắc hẳn anh thường xuyên tập thể dục không biết có phải còn có cả cơ bụng nữa không tôi đường lén lút đưa tay phải ra không yên phận mà sờ vào bụng anh quả thật có cơ bụng thích quá hi hi về nhà rồi sờ tiếp lâm kiệt cúi thấp người thì thầm cười bên tai cô, lại làm cô thấy sao xuyến, thật không thể chịu nổi. Tôi được ngồi ở vị trí, tim đập như trống. Vòng ba nhanh chóng bắt đầu, Hứa Mẫn rút được thẻ, chỉ định một cặp khác giới hôn nhau trong 10 giây. Cô ấy gần như không cần do dự, chỉ vào cô và Lâm Kiệt. Những người khác dường như là không bất ngờ, mà giống như đã đoán trước được. Cuối cùng cô cũng hiểu, trò chơi này chắc chắn là dành riêng cho cô và Lâm Kiệt vì vậy cô hỏi lâm kiệt có biết không lâm kiệt gật đầu hứa mẫn cũng biết thật tốt nha chỉ có mình cô là không biết gì cô sắp tức giận rồi đường đường em có muốn làm bạn gái của anh không lâm kiệt đột ngột nhìn cô đôi mắt đen láy ẩn chứa sự mong đợi đồng ý đi đồng ý đi những người còn lại bắt đầu gieo hò anh biết trước đây anh không biết cách thể hiện đã để em chịu nhiều ấm ức vì vậy hôm nay anh muốn mọi người đều biết Là anh theo đuổi em Sau này anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào nữa Đường đường Đồng ý với anh nhé Lâm Kiệt nghiêm túc nhìn cô Ánh mắt trong trèo chỉ còn lại một biển tình cảm sâu sắc Căn phòng đột nhiên im lặng Tô đường nhìn chàng trai mặc áo trắng trước mặt Từ từ gật đầu và cười Được Em đồng ý với anh Lâm Kiệt có vẻ hơi ngạc nhiên Ngay sau đó tiến lại ôm cô Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh Hôn đi, hôn đi. Hứa mẫn dẫn đầu gieo hò. Tô đường có một chút ngại ngùng, bảo cô ấy đừng nói linh tinh. Chuyện như vậy mà làm trước mặt người khác thì thật là xấu hổ. Đợi về nhà rồi hãng hôn. Chò mạo hiểm lúc nãy chưa xong đâu. Lâm Kiệt cười nói bên tai cô. Ngày báo danh ở đại học A, anh đã giúp cô làm tất cả thủ tục trước. Sau đó mới bắt đầu làm thủ tục nhập học của mình. Anh đang giữa mùa hè chiếu rọi trên gương mặt chàng trai, dạng dỡ và mạnh mẽ đã có không ít cô gái đẩy đẩy nhau đến bên cạnh anh, dường như là muốn có thông tin liên lạc. Tôi Đường hơi đau đầu, bạn trai nổi tiếng như vậy thì phải làm sao đây? Tất nhiên là phải công bố quyền sở hữu rồi. Tôi Đường vừa đi tới, Lâm Kiệt liền thu lại sự lạnh lùng, nắm tay cô với ánh mắt đầy thương yêu. Tôi thật sự đã có bạn gái và sẽ không chia tay. Tiểu thuyết của anh cũng đã bắt đầu cập nhật trở lại, phần bình luận sôi động chưa từng thấy, nhưng câu hỏi nhiều nhất vẫn là hai người bọn họ thế nào rồi. Lâm Kiệt chỉ trả lời một câu, vừa ngọt ngào vừa yêu chiều, "Chúng tôi đã tái hợp, em ấy sẽ mãi mãi là độc giả đầu tiên của tôi." Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.